53. Phẩm bất thối truyền. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, chúng con phải dựa vào hành động và tướng trạng nào mới biết là Đại Bồ Tát bất thối truyền? Phật dạy, thiện hiện Đại Bồ Tát nào biết như thật các bậc dị sanh, phàm phu, các bậc thanh văn, các bậc độc giác, các bậc Bồ Tát, các bậc Như Lai, các bậc như thế, tuy nói có pháp, nhưng trong lý của các pháp chân như không biến đổi, không phân biệt, đều không hai, không hai phần. Đại Bồ Tát này, tuy thật chứng đắc các pháp chân như, nhưng đối với chân như không phân biệt, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện. Đại Bồ Tát này đã thật chứng đắc các pháp chân như, tuy nghe chân như cùng tất cả pháp không hai không khác nhưng không e ngại. Vì sao? Vì chân như cùng các pháp không thể nói một, không thể nói khác, không thể nói đầy đủ và không đầy đủ. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị cũng lại như thế. Đại Bồ Tát này quyết không vội vã thốt ra lời nói. Những lời nói ra đều có nghĩa lợi lạc, nếu không có nghĩa lợi lạc thì quyết không thốt ra lời. Đại Bồ Tát này quyết không xem tốt xấu hay dở của người khác, thương xót bình đẳng vì họ thuyết pháp. Đại Bồ Tát này không xem trùng tánh tốt xấu của pháp sư, chỉ cầu pháp nghĩa, đã thuyết nhiệm màu mà thôi. Thiện hiện Đại Bồ Tát bất thối chuyển đủ các hành động và tướng trạng như thế. Nhờ các hành động và tướng trạng như thế nên biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là các hành động và tướng trạng? Phật dạy, thiện hiện, các pháp không hành, không trạng, không tướng, nên biết đó là hành động và tướng trạng. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp không hành động và tướng trạng, thì Đại Bồ Tát này đối với pháp nào chuyển nên gọi bất thối chuyển? Phật dạy, thiện hiện Đại Bồ Tát này đối với sắc chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với thọ tưởng hành thức chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhãn xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với sắc xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhãn giới chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với sắc giới chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với thanh hương vị xúc pháp giới chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhãn thức giới chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhãn xúc chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với bố thí ba la mật đa chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp nội không chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp ngoại không cho đến pháp vô tính tự tính không chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với chân như chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với thánh đế khổ chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với thánh đế tập diệt đạo chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với bốn niệm trụ chuyển nên gọi bất thối chuyển, cho đến đối với tám chi thánh đạo chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với bốn tịnh lự chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với tám giải thoát chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp môn giải thoát không chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với thập địa tam thừa chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với thập địa bồ tát chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp môn đà la ni chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp môn tam ma địa chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với năm loại mắt chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với sáu phép thần thông chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với mười lực Phật chuyển nên gọi bất thối chuyển, cho đến đối với 18 pháp Phật bất cộng chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với 32 tướng đại sĩ chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với 80 vẻ đẹp chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với pháp không quên mất chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với tánh luôn luôn già chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với trí nhất thiết chuyển nên gọi bất thối chuyển, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chuyển nên gọi bất thối chuyển,
Đối với bậc dị sanh chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với bậc thanh văn, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với tất cả hạnh đại bồ tát chuyển nên gọi bất thối chuyển. Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chuyển nên gọi bất thối chuyển. Vì sao? Thiện hiện, vì tự tánh sắc vô sở hữu, tự tánh thọ tưởng hành thức vô sở hữu, như vậy cho đến tự tánh tất cả hạnh đại bồ tát vô sở hữu, tự tánh quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật vô sở hữu, đại bồ tát này đối với những điều trong đó không trụ nên gọi là chuyển. Do không chuyển nên gọi là đại bồ tát bất thối chuyển. Đại bồ tát nào biết như thế gọi là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại bồ tát bất thối chuyển quyết không ưa xem hình tướng nói năng của ngoại đạo sa môn bà la môn, các sa môn bà la môn. Đối với chỗ biết pháp thật tri thật kiến hoặc kiến lập pháp môn chánh kiến, điều đó không thể có được. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại bồ tát bất thối chuyển đối với luật tạng Đức Phật đã tuyên thuyết không sanh nghi hoặc. Đối với việc thế gian không giới cấm thủ, không đọa ác kiến, không chấp nhận các việc cát tường của thế tục lấy làm thanh tịnh, quyết không lễ kính các thiên thần kia như ngoại đạo thế gian đã thờ, quyết không đem các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan lọng báu, âm nhạc, đèn sáng, cúng dường thiên thần và các ngoại đạo. Thiện hiện, đại bồ tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại bồ tát bất thối chuyển không đọa trong địa ngục bảng sanh cõi quỷ A Tố Lạc, cũng không sanh vào dòng họ ti tiện như hàng thịt gánh thây chết, cũng hoàn toàn không thọ thân không đủ năm căn, biến đổi căn không hình, hai hình và nữ nhân, cũng lại không thọ thân mù điếc, câm ngọng, cùi cụt, hủi lác, khòm lùn, vân vân, cũng hoàn toàn không sanh vào chỗ không có thời gian rảnh rỗi. Thiện hiện, đại bồ tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại bồ tát bất thối chuyển thường yêu thích thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, tự xa lìa sự giết hại sanh mạng, cũng khuyên người xa lìa sự giết hại sanh mạng, luôn ngợi khen chính đáng pháp xa lìa sự giết hại